là ngày thơ bé ta thường ước trở thành anh hùng, xin cho mọi cái hát đi muôn nơi giúp đỡ mọi người. Đường còn dài phía trước khi đam mê không hề phải mờ, cho ba tánh bình yên ta chờ cứ những kẻ gian tài. Ngày là ngày thơ bé ta thường ước trở thành anh hùng, xin cho mọi cái hát đi muôn nơi giúp đỡ mọi người. Còn dài phía trước khi đam mê không hề phải mờ, cho ba tánh bình yên ta trừ khứ những kẻ gian tài. Ngày từ nhỏ tao đã từng thích là tao thích phim trưởng, muốn trở thành anh hùng có ích để giúp ngựa tứ vương. Tao nghe nói giang hồ nó đồ đã có game kỵ sĩ rào bàn dân thiên hạ, tất cả đều ngóng trong ba tánh muôn dân ai ai cũng nóng lòng. Bạn xếp hạng không biết lần này ai sẽ là người thành công, dương cao cái chính nghĩa đập tan ngoài hận thù. Để tao lên level 21 lúc đó tao đỉnh như Son Goku, bỏ công cao cường lại thêm cái tính hài, tóc và hai mái số rất là đẹp trai. Người ta nói anh là game thủ bao nhiêu củ anh cũng bung, người ta nói anh là ban chủ anh phải thủ không có bung. Không phải như anh hùng bàn phím không có củ nó cũng sung, đây là chơi game không phải kiếm phim. Nếu mà mày thích vào game mình cùng bêm, nếu mà mày thích vào game mình cùng bêm. Ngày là ngày thơ bé ta thường ước trở thành anh hùng, xin cho mọi cái ác đi muôn nơi giúp đỡ mọi người. Đường còn dài phía trước khi đam mê không hề phải mờ, cho ba tánh bình yên ta chịu cứ như kẻ đánh bại. Tuổi thơ tuyệt vời, ta không còn lo không nghĩ gì điều chi. Đam mê chiến tranh mơ thành siêu anh hùng, ta sẽ đập tan những thế lực tà ma. Chẳng phải ai nhắn ta là siêu anh hùng, giải cứu thế giới mang bình yên đi khắp nơi. Dẫu gian khó nhưng vẫn không màn, quyền xả thân cứu nghĩ người dân. Ta vẫn cứ vững với kỳ vách yên ngàn, trong nơi cái an xóa sạch kẻ hung tàn. Băng qua đại dương ta tìm đến nơi chân trời, mang theo cao cách niềm tin đến cho muôn loài. Già lớn muốn mong có đường đâu, anh hùng bàn phím khắp nơi nhớ rồi bao. Tôi sẽ biết cái kinh kỳ sĩ trong mắt ta sẽ là anh hùng. Ngày là ngày thơ bé ta thường bước trở thành anh hùng, xin cho mọi cái ác đi muôn nơi giúp đỡ mọi người. Đường còn dài phía trước khi đam mê không hề phải mờ, cho ba tánh bình yên ta chịu cứ những kẻ gian tài. Ngày là ngày thơ bé thường ước trở thành anh hùng, xin cho mọi cái hát đi muôn nơi giúp đỡ mọi người. Đường còn dài phía trước khi đam mê không hề phải mờ, cho ba tánh bình yên ta chịu cứ như kẻ gian tài. Ê, sao vậy? Ta mới gặp yêu quái. Yêu quái gì mày điên hả? Gặp yêu quái. Mày chơi game quá mày lú đó. Mày không tin không? Mày gọi đi. Ê! Đang mơ thảy mà cố luôn à. Mày mơ vậy?